Ô tô chạy nhanh văng nước ướt cả người, nam shipper đuổi theo múc nước đổ thẳng vào xe vì không xin lỗi. Cụ thể, vụ việc xảy ra tại ngã tư Tố Hữu, Lê Văn Lương, Hà Nội vào chiều ngày 29 tháng 5. Trong lúc đang đi giao hàng thì một chiếc xe ô tô lao nhanh qua vũng nước làm bắn nước sang hai bên, khiến nam shipper và người đi đường lãnh đủ. Khi nước văng và bao trùm lên người, vì quá cay cú nên nam thanh niên dù đang trên đường giao hàng vẫn quyết chạy xe đuổi theo ô tô, bắt tài xế phải xuống xe để nói chuyện và xin lỗi mình. Thế nhưng tài xế không xuống mà chỉ ngồi im trên xe để nói chuyện, khiến nam thanh niên tức giận, sẵn tay cầm mũ bảo hiểm, liền múc nước dưới đường đổ thẳng vào trong xe ô tô. Lúc này tài xế hốt hoảng đã kéo kính ô tô lên. Nhiều người để lại bình luận vô cùng hả hê với cái kết dành cho tài xế ô tô, vì chính họ cũng đã từng bị rơi vào những trường hợp thiếu ý thức như vậy. Một số bình luận của dân mạng như sau: thanh niên shipper quá chu đáo khi ship nước tận răng cho bác tài xế. Nước ngập mà ô tô tạt nhanh thì cẩn thận, còn ngã xe máy ý, cho ô tô chừa, dù mình cũng đi ô tô nhưng mình không đi thế. Anh ship hay quá, thề cho nỗi lòng của những người đi xe máy như mình. Anh ship như này là không được, lần sau anh cầm hẳn cái máy bơm anh phụt vào nha, chứ múc như vậy ít quá. Tài xế học lái xe mà quên học đạo đức của tài xế. Mỗi bên nhường nhau một tí các ông ạ. Mình cũng từng đi ô tô, cũng chạy xe máy. Đường nước vậy, chạy ô tô thì nhẹ ga thôi, cho anh em xe máy đỡ ướt. Lỡ làm ướt người ta thì xin lỗi người ta chứ ăn thua gì. Còn ông xe máy đi trời mưa thì cũng thông cảm cho người ta. Ngập nước thế khó mà tránh khỏi tung nước lên người. Hiện đoạn clip vẫn đang gây xôn xao trong cộng đồng mạng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.